Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video mới nhất của Thanh trong buổi chiều trưa ngày hôm nay Hôm nay thành có một thông tin về đồng bi muốn đến tất cả mọi người như sau Bi có giá trị bao nhiêu trên CoinMarketCap Thì trang web coinmarketcap.com là một trang web mà nó tập trung những cái đồng bi Cũng như giá trị của nó trên có cái sàn chủ dịch Tại đây các bạn có thể biết được những đồng coin đoàn hot hiện nay hay những cái đồng coi đo nhu dịch trên có thị trường trên có sàn nhu dịch phổ biến như Binance, Huobi vân vân thì trong có đồng tiền đó có một đồng tiền rất là đặc biệt mà chúng ta rất quan tâm đó là đồng bi đồng bi network hay là đồng bi thì cập nhật thông tin của ngày 3 tháng 4 trên thị trường trên cái trang web CoinMarketCap mấy thì đồng bi nó có giá trị như thế nào thì chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta chỉ cần truy cập vào CoinMarketCap rồi sau đó vi current uh, bi network thôi, vô đây chúng ta chọn đồng bi network và chúng ta tìm chỗ đây. Chúng ta chọn đồng chúng ta tìm kiếm bi là chúng ta sẽ đến vào trong web này, với cái đồng bi. Đồng bi này hiện tại có giá là 27,19 đô. Nếu giá theo Việt Nam đồng chúng ta Việt Nam đồng là 638.327 đô la. Và chúng ta lưu ý một điều là trên sàn này người ta nói như sau, xin lưu ý rằng mảng chính chưa ra mắt và giá bị thị bên dưới đấu với một số trao đổi nhất định phản ánh giá trị của AOU và nó có thể không được chuyển nhượng giữa các trao đổi. Thì cái đồng bay này nó được giao dịch trên có cái sàn nào thì chúng ta xem có cái sàn giao dịch sau giao dịch, chúng ta đi vào phần thị trường giao dịch, thì nó đang những giao dịch trên um, hobby này, bitmart, bitcoin toàn cầu sau giao dịch nhị phân, sau giao dịch nhị phân, super superax thì cao nhất là trên hobby với giá là 638.479 cái đấy là bitmart và cái sao cái đồng bay này là mình tại sao mình lưu ý đến đồng bay này vì đồng bay này là người ta đã để đến cái địa chỉ website của đồng bay nè thì website này là website chính từ website của bên network đây là trang web chính chủ của bên mà chúng ta đã đầu bay thì chúng ta sẽ biết ở trong web này minhbay.com thì giá thị trường của đồng bi là 638.108 đồng giảm 8,45 chúng ta thấy tổng quan của nó là thị trường đồng bi giá trị cao nhất là 692.000 thị trường đây là mức cao nhất của nó hiện tại nó đã giảm 8% với mức giá này nếu mà bay được mainnet mở mà vẫn giữ nguyên mức giá này thì điều này là quá tuyệt vời. Và tại sao mà bay chưa mainnet mở mà tại sao có đồng bay trên các sàn? Đây là động thái của các sàn giao dịch và vì họ tin tưởng rằng bay sẽ có giá trị nên họ đã đưa ra một cái đồng bay và đồng bay này do họ tạo nên và họ có đưa uh, họ tạo đưa lên có sàn để tạo một cái hiệu ứng giúp cho giá trị của B tăng cao trong tương lai. Nên mọi người có thể thắc mắc là tại sao B chỉ mới đến mở mà vẫn có đồng B trên có sàn là các bạn phải hiểu như vậy. Đây là một hiệu ứng FOMO, tức là mong muốn B nó sẽ có giá trị tuyệt vời trong tương lai. Đây là một điều rất là tuyệt vời cho những người đầu B. Và chúng ta kéo xuống đây chúng ta xem thử người ta nói gì về đồng B. Thứ nhất là bi dữ liệu về giá theo thời gian thực. Giá bi hôm nay là 638.075 Việt Nam và khối lượng giao dịch trong 4 giờ là 16 tỷ 103 triệu 502.389 Việt Nam đồng. Chúng tôi cập nhật bi của chúng tôi sơn Việt Nam đồng theo thời gian thực. Bi giảm 8,42 trong hơn 4 giờ qua. Thứ hạng hiện tại trên coin cấp là 2854 với vốn hóa thị trường là không có về bay chưa mà nên mở không có thông tin lượng cung lưu hành và không có thông tin cung tối đa có sao giao dịch hàng đầu để giao dịch bay là hot coin global super big mark hobby và bạn có thể tìm thấy có sao dịch khó của chúng tôi trên này nó mình đã, đã, liệt kê cho mọi người thấy đó đó là phần thứ nhất phần thứ hai cái phần rất là quan trọng và phần này để nói lên chúng ta xem cái giá trị của bi hiện tại là một cái điều mà chúng ta vui vì bi nó đang phát triển nhưng chúng ta uh, cần lưu ý là đây hiện tại chỉ là một cái giá mà có sàn ao ước thôi nên các bạn lưu ý là đồng bi trên có sàn hiện tại giao dịch được đó là đồng bi họ tạo ra chứ không phải đồng bi do những người đầu bi chúng ta đang có thì bi co, coi có sản để bán không thì chúng ta chú ý này mận bi biết có báo cáo rằng một số trao đổi trớ phép của bên thứ ba và bên thứ ba tiềm ẩn không xác định đang tìm cách liệt kê bay hoặc mã thông báo có ý định là bay hoặc một số công cụ phát vâng sinh có mục đích của bay và không có sự đồng ý quyền hoặc là sự tham gia của bằng bay tức là những cái giao dịch hay là những cái tên bay trên có sàn là, là là một cái những cái điều trái phép mà đồng của bay cô tim à, đã cảnh báo cho có biên bia B hiện đang trong giai đoạn mạng kèm theo của mainnet và không được B nước quốc chấp thuận về niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch hoặc giao dịch nào và B nước quốc không liên quan đến bất kỳ bờ đen hoặc danh sách có một nộp đất nào. Mạng không có bất kỳ ACO hoặc bất kỳ loại gây quyển đồng, đồng nào vào hoạt động bán B đều không được phép và không có liên kết với bay Đây, tức là có sàn giao dịch là không có liên kết với mạng B. Hiện tại mạng bay khuyến nghị tất cả người tiên phong và người dùng bay tiền năng không nên tham gia vào bất kỳ sàn giao dịch nào trong số này hoặc bên thứ ba. Vì hành động của bạn không liên kết với mạng bay và có thể dẫn đến tổn thất hoặc thiệt hại đáng kể cho người dùng bay. Mạng bay cũng đang yêu cầu xóa các bài đen và danh sách trao đổi này đồng thời đánh giá có hành động bổ sung đối với bên thứ ba và trao đổi. Đồng thời điều quan trọng cần khắc phục là giao dịch của bay không qua một sàn giao dịch bị cấm rõ ràng trong thời gian maynet kèm theo và làm như vậy sẽ vi phạm chính sách của bi thì họ đưa đưa đường, đường dẫn đến cái tuyên bố của bi về danh sách cho phép trên mạng uh, trên trang web của họ đây danh sách đây tức là họ thông báo trên này mà cái thông báo này mình đã đọc cho mọi người xem rồi nghe, uh, đọc cho mọi người rồi đó là cái nội dung thứ hai mà trên uh, market cap muốn nói đến là bitcoin có sẵn để bán không và thứ ba nữa là mận bay là gì? Mận bay là một nền tảng dành cho các nhà phát triển tiền điện tử xã hội cho phép người dùng di động khai thác tiền bay và không làm còn kiệt binh và gây hại cho môi trường. Thúc đẩy nền tảng và ứng dụng phổ biến và dễ tiếp cận nhất trên thế giới, nơi các nhà phát triển có thể cung cấp cho người dùng có tiện ích và sản phẩm thực tế trong cuộc sống để lộ để tiền bay. Với hơn 35 triệu cơ sở người dùng tương tác và cơ chế khai thác mới cho phép mọi người khai thác bay ngay từ điện thoại thông minh của họ. Bên Quốc đang cố gắng mang lại sức mạnh thật sự cho công chúng. Chủ khấu của Bay không chỉ đảm bảo có giao dịch thông qua hệ thống nhân tài di động mà còn đảm bảo trải nghiệm Web 3.0 đầy đủ nơi có nhà phát triển cộng đồng có thể xây dựng ứng dụng phi tập trung và cho hàng triệu người dùng. Đây là mạng bi là gì? Tiếp theo là Air đã phát triển mạng bi. Bên Quốc được tạo thành bởi tiến sĩ Nicolas và tiến sĩ Chandiel Fan theo tiến sĩ Stanford của đại học Stanford và khoa học à, về khoa học xã hội và kỹ thuật máy tính. Tiến sĩ Nicholas người ngoài việc phát triển sáng lập một số công ty khởi nghiệp và công nghệ lái con người làm trung tâm trong quá khứ còn giảng dạy lớp khoa học máy tính của Stanford ứng dụng phi tập trung trên chuỗi khối. Tiến sĩ Fan nhận bài tiến sĩ về nhân chủng học máy tính cũng đã làm việc với tư cách là nhà phát triển, sáng lập của một số công ty khởi nghiệp và dự án sâu quanh việc mở rộng quy mô truyền thông xã hội và cung cấp vốn xã hội chưa được khai thác cho mọi người khắp nơi. Và đặc biệt là điều gì để làm cho mạng bay trở nên độc đáo thì Thanh sẽ có một video nói đến cái điều này. Như vậy Thanh vừa cập nhật cho mọi người cái số tiền uh, giá trị của bay trên các sàn giao dịch hiện tại. là 27,23. Một cái số tiền mà thật sự có những người đồng bi họ ưu ước khi mà mở thì giá trị của bi nó sẽ được giá trị như thế này. Và khi đó là có sàn giao dịch sẽ có cái sự liên kết giữa với bi với có sàn giao dịch thì khi đó chúng ta um, sẽ, sẽ có thể đậu bi lấy tiền bị ad. Nhưng lộ trình phát triển của bi là bi sẽ không sẽ không đưa lên có sàn giao dịch và nếu có thì sàn giao dịch đó phải được sự cho phép cũng như có thể là bên quốc tạo nên bên cô tìm tạo nên và hy vọng mình sẽ hy vọng là B sẽ không lên sàn giao dịch ngay sau khi mainnet mở để cho hệ sinh thái bị phát triển mạnh đã rồi chúng ta khi đó chúng ta có thể dùng hệ sinh thái để chúng ta trao đổi B lấy tiền bị thì quá tuyệt vời hoặc chúng ta để mua hàng quá trên hệ sinh thái của B đó là cái cái mục đích của bi à, muốn tạo ra cho nhân loại một đồng tiền chung có thể giao dịch à, đổ hồng hóa ở khắp nơi trên thế giới đó là thông tin duy nhất của video này thông tin tiếp theo cuối cùng trước cuối khi kết thúc video thì thanh muốn nói một người là thanh đang có sở hữu cây bóng quyền adm bóng quyền một năm với giá 250 k mọi người à, muốn sử dụng phần mềm này một cách tốt nhất download có file trên internet một cách tốt nhất bằng phần mềm này thì chúng ta phải có cây bản quyền và thanh đang dùng cây bản quyền nhớ là đây là cây bản quyền của thanh chứ không phải là thanh dùng bất kỳ công cụ nào để để uh, để bắt tay phần mềm 10 đây là cây bản quyền chính hãng và thanh mua tính nhà sản xuất và thanh sẽ là đại lý bán cho mọi người cái cây bản quyền này với giá 250 k cho cây bản quyền một năm và 450 k cho cây bản quyền trọn đời nếu mọi người thấy video hay hãy cho thanh những lượt like những lượt subscribe và giới thiệu video đến cộng đồng của các bạn. Xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye!